Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng như tất cả các em thanh thiếu nhi rất thân mến, trong tâm tình của Chúa Nhật thứ 32 thường niên, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa bằng sự chân thành, hãy đến với Chúa bằng sự quảng đại, và hãy đến với Chúa bằng cả con tim của mình. Với ý thức ấy, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn có một quả tim quảng đại để yêu thương mọi người và đến với Chúa bằng một sự chân thành. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng xin Chúa ban những ý nguyện cho những anh chị em xin cầu nguyện hôm nay, đó là bình an gia đình, cầu nguyện cho linh hồn Maria, Anna, Giuse, Anton, Phêrô, Vinh Sơn, Đa Minh, các linh hồn tiên nhân cũng như bấy nhiêu linh hồn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi được tòa Thiên Chúa, Chúa chúng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin chúng con, Thiên Chúa Kitô thương xót chúng con, Thiên Chúa Kitô thương xót chúng con, Thiên Chúa thương xót chúng con, Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an nơi thế cho hơi biển tạc. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Ơi trần gian xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đấng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc 1. Ba quá ngoại đạo ở Sa-rep-ta đã hy sinh nuôi ngôn sứ Elia, nên được Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém. Đó là nội dung sách Các Vua mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, ngôn sứ Elia đứng dậy đi Sa-rep-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa." Bà trả lời: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh, tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." Ông Elia nói với bà: "Đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Rồi sau đó, bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất." Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Đó là lời Chúa.
phụ. Kẻ ân tâm sống trong đường bần chênh, người phá tan những mưu đồ của cha. Bài đọc 2, Thánh Phaolô nói: Chúa Giêsu hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người. Đó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay. Bài trích thư gửi tín hữu Hebri. Thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không chỉ để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Ngài. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa.
Chúng con nghe tin mừng hôm nay có hiểu không? Hiểu không? Có hiểu không? Nói to lên không? Có hiểu không? Có đúng không? Bởi vì tiếng Việt mà đúng không? Bây giờ cha hỏi chúng con, cái đoàn tin mừng này rất là ngắn đúng không? Nhưng mà dù ngắn hay dài thì vẫn là có một câu chuyện để kể cho chúng ta nghe, và qua câu chuyện đó để dạy cho chúng ta những bài học rất cụ thể trong đời thường của mỗi người chúng con. Thế bây giờ bài tin mừng này là của thánh nào? Dê ớt đúng không? À, của thánh nào? Dây nào? Em tin mừng hôm nay của thánh nào đó? Vâng. Rồi, cảm ơn con, cho bạn ta pháo tay nhá. Chúc mừng rồi. Rồi, đoạn tin mừng dù ngắn gọn nhưng mà có bao nhiêu nhân vật ở trong đó? Có bao nhiêu nhân vật? Có bao nhiêu nhân vật ở trong cái đoạn tin mừng này kể ra mà? Kể ra nghe. Con. Cha là có 3 nhân vật. 12 các tông đồ, Chúa Giêsu và lão phụ. Ơi, cảm ơn con. Con trả lời đúng nhưng vẫn còn thiếu. Còn ai thêm vào nữa không? Rồi con. Dạ là Dạ là 4 nhân vật. Chúa Giêsu, 12 các tông đồ. Rồi, cảm ơn con. Rồi cho hai bạn tràng màu tay để bổ túc cho nhau là có bốn nhân vật trong đoạn tin mừng này. Trước hết là Chúa Giêsu, thứ hai là các môn đệ của ngài, tức là các thánh tông đồ, và thứ ba là những người đến đó để bỏ tiền Chúa Giêsu ngồi xem đó, những người giàu có đúng không, và người cuối cùng đó là bà quá. Rồi thế nào gọi là bà quá? Bây giờ hỏi thế nào gọi là bà quá nào? Hỏi những người lớn tuổi nơi chút này, thế nào gọi là bà quá? Mà thấy bà quá này là bà quá nghèo nữa. Thì bây giờ thế à? Hỏi thế nào gọi là bà quá? Chúng con lâu nay có nghe gọi là bà quá không? Bên nữ không có ai trả lời hả? Con. Nhưng mà chồng đã mất. Em này nói là bà quá này là bà đã cưới chồng nhưng mà chồng đã mất. Rồi già nữa đúng không? Bà mà. Rồi cho bạn tràng báo tay này. Đúng không? Đúng không? Đó, bà quá tức là người đã lập gia đình nhưng mà vì một lý do nào đó, bệnh tật hay là tai nạn gì đó, người chồng của mình chết đi thì được gọi là bà quá. Bà quá này là bà quá nghèo đúng không? Chúng con biết là người nghèo là người như thế nào và người giàu là người như thế nào mà. Ai trả lời không? Người giàu là người như thế nào? Em à. Vậy thưa cha, người nghèo là người thiếu mọi thứ về vật chất, còn người giàu là người ta có đầy đủ tất cả về vật chất. Rồi cảm ơn con, cho bạn đang bao tay nữa ha. Người giàu là người có đủ mọi vật chất của cải, người nghèo thì người thiếu của cải vật chất. Thế thì bây giờ cha hỏi. Chúa Giêsu, tại sao lại Chúa Giêsu lại là khen người nghèo, tức là khen bà quá đúng không? Còn Chúa Giêsu lại là chỉ trích người giàu có, trong cái thái độ mà Chúa Giêsu nhìn ngồi xem họ bỏ vào cái thùng tiền đó, có thùng tiền công đức của giáo xứ hạt đông của chúng ta này đúng không?
À, bây giờ ai tôi đứng lên mọi người bỏ bắt đầu chỉ trích. Ông này không được, bà này được. Thì bây giờ hỏi tại sao Chúa Giêsu lại chỉ trích người giàu và Chúa Giêsu lại khen cái bà quá này? Không phải là bà này là chết chồng cho nên là Chúa thương bà không? Nhưng mà cái thái độ của bà bỏ tượng tiền vào. Chúa Giêsu chỉ trích người giàu bởi vì họ chỉ cho những đồng tiền dư thừa, còn khen bà quá bởi vì bà cho tất cả số tiền mà mình có để sống qua ngày. Thì con có nào mà con có cho những cái đồng tiền dư thừa của con không? Hả? Có không? Chưa là có. Có ha. À, con nó trở nên người giàu ha. Rồi chúc bạn chàng, cho bạn chàng mau tay này ha. Rồi. Đó là tất cả những cái nội dung, những cái câu hỏi được xoay quanh vào cái chủ đề mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta bài học cụ thể hôm nay. Trước hết, Chúa Giêsu chỉ trích người giàu có là bởi vì thái độ họ bỏ vào những đồng tiền đó, và cho dù rằng cái đồng tiền của họ đó là nhiều gấp mấy lần của bà quá này, nhưng mà Chúa Giêsu đã nhìn thấy ở trong tâm địa của con người của họ, đó là họ chỉ bỏ những cái đồng tiền dư thừa, họ chưa bỏ hết cả những gì họ có. Và vì thế Chúa chỉ trích họ bởi vì họ thực sự chưa phải là người quảng đại. Mặc dù điều bỏ số tiền đó vào trong thùng công đức, điều đó là tốt, nhưng mà cái thái độ rồi cái hình thức, Chúa Giêsu không đồng ý quan điểm như thế. Nhưng ngược lại, một người bà quá nghèo, nghèo đến độ chỉ có 2 đồng tiền kẽm, và 2 đồng tiền kẽm này chỉ có 1/4 đồng xu của tiền Roma. Nhưng được Chúa Giêsu khen ngợi là bởi vì bà ta cho dù 2 xu đối với người giàu chẳng là gì, nhưng đối với bà đó cả là một tài sản của bà. Và bà ta đặt quảng đại để bỏ hết tất cả những gì bà có để dâng cúng, để làm việc bác ái. Và vì thế Chúa Giêsu đã khen ngợi người bà quá này đã bỏ tất cả, đã quảng đại, đã yêu thương hết mình. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng con, mời gọi mỗi người chúng con cùng hãy quảng đại như bà quá này. Nếu thực sự chúng con yêu Chúa thì trong Kinh Thánh nói nghe đây hỡi Israel, Thiên Chúa là Thiên Chúa độc nhất, hãy kính mến và yêu Thiên Chúa hết linh hồn, hết sức ngươi. Cho nên khi chúng con đến nhà thờ này, chúng con thực sự phải được yêu mến Chúa. Đến với Chúa là để mình tạ ơn. Ngày Chủ Nhật là chúng con học hỏi giáo lý, sau Thánh Lễ là chúng con để hiểu biết về Thiên Chúa nhiều hơn. Và khi hiểu biết Thiên Chúa như vậy thì chúng con lại yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Chúng con quảng đại khi chúng con như bà quá, nghĩa là chúng con không phải là người giàu. Có lẽ chúng con mỗi buổi sáng ba mẹ chúng con cho bao nhiêu tiền? Bây giờ cha hỏi cô đầu tiên này, bao nhiêu? Mẹ con buổi sáng cho con bao nhiêu tiền? 20. 20 ngàn ha. 20 ngàn chưa được bớt phở đúng không? Rồi anh bên này. Tôi cha cũng vậy. Cũng vậy luôn hả? Nghĩa là một tiêu chuẩn của chúng con buổi sáng là 20 ngàn đúng không? Thì trong 20 ngàn đó có khi chúng con ăn hết, nhưng mà có khi chúng con vẫn ăn có dư thừa, hoặc là ai đó cho chúng con nữa. Rồi ngày Tết chúng con được người này người kia lì xì, chúng con có một cái tài sản nhỏ, tức là được một ít tiền. Liệu đồng tiền đó chúng con có
để làm việc bác ái, nghĩa là giúp bạn bè của chúng con không? Hay là chúng con đi chơi game? Ai trong chúng con là hay đi chơi game không? À, anh đó à, đi chơi game hả? Một, à, anh nào hay đi chơi game à? Một, hai, ba. Ai là đi, ai đi chơi game mà cha đếm xong tí nữa vô cha cho kèo mà. Ai là đi chơi game mà? À, thế là kèo này là cha nói với cha sứ, với cha phó là sẽ đánh roi chúng con đó. Đó là kẹo ha. Rồi bỏ tay xuống à. Đó. À, chúng con đừng phung phí của cải, à, nghĩa là thời gian. Chúa ban cho chúng con không phải có nhiều tiền, bởi vì chúng con không được sử dụng tiền nhiều, à, nó sẽ vô ích, xảy ra tội lỗi, à, đi chơi game, à, bỏ học, à, cái đó là không tốt. Nhưng mà Chúa cho chúng con là có thời gian, có sức khỏe để làm gì? À, để sống và để học, à, để yêu mến Chúa, để phục vụ. Phục vụ ai? Ba mẹ của chúng con, ông bà của chúng con, các anh các chị của chúng con, gia đình của chúng con. Chúng con phục vụ bằng cách nào? Đó là quét nhà, rửa chén bát, những công việc mà chúng con có thể phụ giúp cha mẹ chúng con được. À, vậy thì khi tình thương cha mẹ được thể hiện nơi chúng con, nghĩa là yêu thương chúng con, thì chúng con cũng phải đáp trả lại bằng một sự quảng đại. Nghĩa là chúng con thay vì thời gian chúng con đi chơi game, thay vì chúng con đi chơi nhỡ nhiều, thì chúng con hãy ở nhà học bài, hãy đến nhà thờ để học hỏi giáo lý vào mỗi ngày Chúa Nhật. Hôm nay chúng con được mời gọi sống tinh thần yêu mến, sống tinh thần quảng đại, và đến với Chúa và đến với bạn bè bằng một sự chân thành. Sự chân thành này được thể hiện trong cách sống của chúng con ở gia đình hay ở các trường học mà nơi chúng con đang được học. Vì thế khi chúng con đến với nhau bằng sự một chân thành, bằng sự chân thành, nghĩa là thật thà, khiêm tốn, hiền lành, không có ba hoa, không có tự coi mình là học giỏi, không có tự coi mình là như thế này con nhà giàu, hay là không có tự mình là ôi dồi ôi thế này thế kia, đúng không? Nhưng mà chúng con phải đến với cháu bằng sự chân thành đó, nghĩa là thật thà, yêu thương nhau, đoàn kết với nhau, rồi giúp đỡ nhau. À, đó là những cái tâm tình mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay muốn dạy cho chúng con những bài học như thế, để chúng con cũng được Chúa khen thưởng như người bà, như bà quá nghèo trong tin mừng của Thánh Marco hôm nay. Ở đây chúng con đứng dậy để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Pilato,
chết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Thiên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đấng Chúa Cha và Đấng Chúa Con mà ra. Người cũng cùng thờ và tôn vinh cùng với Đấng Chúa Cha và Đấng Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất đánh thiền công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời. Anh chị em thân mến, có bài tin mừng hôm nay Chúa muốn dạy chúng ta phải sống đạo thế nào cho đẹp lòng Chúa. Với ước muốn nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Hội Thánh có trách nhiệm giúp con cái mình sống thánh hiền. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời giáo huấn của Hội Thánh luôn được các tín hữu lắng nghe và trung thành thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Mọi Kitô hữu đều có bổn phận nâng đỡ những công việc từ thiện bác ái của Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn rộng rãi đóng góp vào việc giúp đỡ người nghèo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa là việc mà các Kitô hữu cần làm suốt cả cuộc đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết đặt trọn niềm tin thác vào Chúa quan phòng. Chúa nhâm lời chúng con. Nhà thờ là nhà chung của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quảng đại, đóng góp vào việc giữ gìn nhà Chúa luôn khang trang đẹp đẽ. Lạy Chúa, nhà thờ là nhà cầu nguyện, là nơi thờ phượng của giáo xứ, là nơi biểu lộ sự hiệp nhân và đoàn kết của các tín hữu khi tuyên xưng cùng một đức tin vào Cha trên trời. Xin cho chúng con biết mến yêu nhà Chúa và siêng năng tới tham dự phụng sự. Nhân là phụng vụ thánh lễ, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật nội tánh Chúa thiên dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thâm gia, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhân ơn phùng sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thân là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi thử coi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nương trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chung tùng Chúa và không ngừng tung hô rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhận danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng lạy Chúa. Chúa thân là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tân ca các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tân ca các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đương tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô,
Đức Tổng Giám mục Phao-lô chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Maria, Anna, Giuse, Anton, Phêrô, Vinh Sơn, Đa Minh, các linh hồn tiên nhân và bấy nhiêu linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cùng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả ta, vương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Nhi Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em và chúng con hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng quan thánh bội dương chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trước khi ban phép lành, xin được giới thiệu với quý ông bà và anh chị em, có một nhóm sinh viên Công giáo đến để bán lịch
công giáo để lấy tiền lời, để làm những công việc tốt đẹp, nghĩa là tổ chức tịnh tâm, tổ chức sinh hoạt mang tính chất thuần túy tôn giáo. Và vì thế đây là một cái việc làm các em sinh viên ngoài đi học chẳng làm gì ra tiền, chỉ là dùng những tri thức của mình rồi để dạy học hay là đi bán các cái đồ vật. Hoặc là dịp này thì các sinh viên sẽ bán các cái lịch công giáo để mỗi người chúng ta treo tường. Thay vì chúng ta mua ở nơi khác thì chúng ta mua cho các bạn trẻ sinh viên công giáo của chúng ta để các bạn có một chút tiền để sinh hoạt điều đặn trong các tháng, hay là tổ chức các kỳ tịnh tâm giúp cho đời sống của tuổi trẻ được gắn bó với Chúa, và nhất là có một tinh thần dấn thân cho giáo hội tương lai. Bởi vì tương lai của giáo hội, tương lai của đất nước chính là phụ thuộc ở nơi dưới trẻ. Xin quý ông bà anh chị em lưu ý. Các bạn đang bán ở ngoài phía đằng sau, phía tiền nhà thờ đó, xin chúng ta có thể mua dùng cho họ. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Mời cộng đoàn mở sách hết trang 255. Chuyển giấy ra đầu ghế giúp chị.